Xin chào anh Vũ Quang Ninh ở Bắc Giang và xin chào các bạn. Hôm nay em test cho anh một bộ 2 mic không dây màu bạc xanh. Loại này với mình bán với giá là 545.000 nhá. Và khi các bạn mua sản phẩm nó sẽ đi nó sẽ bao gồm là hai tai mic, một bạch thu và một cái giác cao 5 trần đơn như thế này. Đấy. Thì bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào sàn Shopee để đặt hàng. Sau bên mình đang có hai cái tên là linh kiện 789 hoặc mềm vật 789. Ngoài ra các bạn có thể đặt hàng trên trang web linh kiện 789.vn cũng được nhé. Ok, bây giờ mình sẽ kết nối và test sản phẩm cho anh. Bên mình làm video test như thế này để chứng minh được rằng là khi gửi sản phẩm cho các bạn sử dụng, những cái sản phẩm không bảo hành nhé, bảo hành thì bên mình sẽ không làm video test. Những sản phẩm không bảo hành như thế này thì bên mình sẽ làm một cái video test rồi đánh dấu ký hiệu để tránh trường hợp rằng là bên mình test cái mạch này nhưng mình lại lấy cái mạch khác để thay cho các bạn. Thì như vậy là nó dở ra, cho nên là bên mình sẽ làm video đánh dấu ký hiệu luôn. Ok, lắp pin vào thôi. Hiện tại mình đã kết nối sẵn mạch mic rồi, cho nên là không cần phải đấu nối gì nữa. Và cái jack 5 chân đơn á, cần để đi kèm để các bạn thứ nhất là kết nối nguồn, thứ hai là kết nối tín hiệu nha. Ok, màn hình mic sáng, mạch thu sáng và luôn cái này, hai đèn mạch thu luôn. Ok chưa? Bây giờ bị test nhé. Alo, 1 2 3 4. Alo, 1. Alo, 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10. Alo. Bây giờ mình sẽ đánh dấu ký hiệu nhé. Đây là ký hiệu sản phẩm của anh này. Anh có thể dùng video để xem ký hiệu của mình để trước khi nhận hàng nhé. Đây là ký hiệu của trên mạch thu của anh. Ok. Như vậy là hôm nay em đã test xong cho anh một bộ mic không dây màu bạc xanh và hai mic. Nó chạy vẫn ok nhá. Thì
Cuối cùng mình em cũng xin cảm ơn anh đã đến tới sử dụng sản phẩm của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.